Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Như thường lệ, tạp chí Khoa Quân sự sẽ mở đầu bằng mục quét sóng. Với sản phẩm anten sóng ngắn 14MT ANT19 bảo đảm thông tin liên lạc cơ động đã giải quyết triệt để những vấn đề gặp phải khi chỉ huy hành quân cơ động trên những địa bàn vùng sâu vùng xa. Đây là đề tài nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, binh chủng thông tin liên lạc. Vô tuyến điện sóng ngắn là một phương thức liên lạc rất quan trọng trong thông tin liên lạc quân sự. Các loại anten sóng ngắn hiện đang sử dụng để liên lạc sóng ngắn có nhược điểm là tồn tại vùng mù, là vùng mà tại đó sóng đất không lan truyền tới do cự ly quá xa, còn sóng trời không truyền tới được do cự ly quá gần. Do vậy, việc sử dụng thông tin liên lạc sóng ngắn trong chỉ huy hành quân gặp nhiều khó khăn do khi hành quân đến vùng mù thì thường mất liên lạc với trung tâm chỉ huy. Máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn VRS-631S được sử dụng làm thiết bị liên lạc sóng ngắn trên các xe cơ động, xe chỉ huy thông tin có chất lượng liên lạc tương đối tốt. Tuy nhiên, các loại anten trang bị kèm theo máy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ huy hành quân do chưa khắc phục được hiện tượng vùng mù trong thông tin sóng ngắn. Như vậy, việc nghiên cứu, thiết kế anten sóng ngắn khắc phục được các nhược điểm của các loại anten hiện có, tương thích với trang thiết bị vô tuyến điện sóng ngắn VRS-631S để đảm bảo thông tin liên lạc cơ động là một yêu cầu cấp thiết. Chúng tôi là phòng kỹ thuật vô tuyến điện cũng được giao nhiệm vụ tìm tòi nghiên cứu để làm sao cho có thể sử dụng sóng vô tuyến điện là cái loại sóng mà liên lạc không cần phải có trạm trung gian, không cần phải có BTS, có thể liên lạc được một cách liên tục, đảm bảo thông tin liên lạc cho hành tiến từ 0 cho đến 500 km. Cấu trúc anten được lựa chọn để phát xạ truyền sóng trời theo phương gần thẳng đứng và thích hợp để lắp trên xe cơ động là anten vòng nhỏ. Vật liệu khung anten được lựa chọn là sợi composite cốt sợi thủy tinh bọc kim. Khung phát xạ của anten được thiết kế dạng elip, gồm hai vòng đặt song song để tăng điện trở phát xạ, giảm điện trở thuần. Với anten vòng nhỏ, điện trở phát xạ và điện trở thuần của anten rất thấp, cảm kháng của anten rất cao, do đó cần dùng tụ điện để bù lại và sử dụng mạch phối hợp trợ kháng để truyền tải công suất tối đa từ máy phát ra anten. Hệ thống tụ bù và anten tạo thành mạch cộng hưởng đẩy điện áp lên rất cao, cho nên mạch cộng hưởng phải được thiết kế cẩn thận và sử dụng các linh kiện chịu được điện áp cao, điện trở ký sinh thấp và hệ số biến đổi do nhiệt thấp. Nhóm nghiên cứu ứng dụng nền vi điều khiển ARM để viết thiết kế phần mềm, thực hiện giao tiếp với máy VRS-631S, nhận lệnh điều hưởng, thực hiện điều hưởng, ghi nhớ các giá trị để đóng khi có yêu cầu và trả về kết quả cho máy phát. Chúng tôi sử dụng cái phương thức truyền sóng là chiều thẳng đứng, gần như thẳng đứng. Thì khi thu về nó, như tôi đề cập là nó chỉ thu được một phần rất là nhỏ thôi, vẫn rất là ít của tín hiệu. Chính vì thế mà cái phát xạ của tôi phải phát xạ tốt theo cái hướng thẳng đứng đấy. Đấy, phát xạ thật mạnh vào để làm sao cho cái thu về mặc dù được tỷ lệ ít thôi nhưng mình vẫn có thể khả năng nhận được thông tin. Sản phẩm anten sau khi nghiên cứu đã được thử nghiệm liên lạc các khung giờ trong ngày và liên lạc ở cự ly xa. Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Cục Kỹ thuật binh chủng thông tin liên lạc đã tiến hành đo đạc các chỉ tiêu theo bài đo đã được thiết kế, thử nghiệm liên lạc thực tế để đánh giá cự ly liên lạc. Kết quả cho thấy anten sản phẩm đáp ứng được các chỉ tiêu đề ra, có khả năng liên lạc trong tất cả các khung giờ trong ngày và cự ly liên tục. Ưu điểm quan trọng nhất đó là nó có khả năng liên lạc được trong phạm vi từ 0 đến 500 km một cách liên tục để phục vụ cho thông tin cơ động. Nó có cái cơ khí gọn nhẹ và dễ dàng lắp đặt ở trên xe. Ngoài ra thì khi xe đi qua các cái vật cản, ví dụ như cây cối, một cái cành cây hoặc dây điện ở trên đường nhà hàng, thì là anten có khả năng uốn để gọi là tránh hoặc là vượt qua cái vật cản đấy. Thì sau khi qua được vật cản thì là với hệ thống lò xo có khả năng là đàn hồi khôi phục lại trạng thái cũ để tiếp tục làm việc.
Với những tính năng ưu việt của mình, anten có thể lắp đặt được trên các xe chỉ huy thông tin, xe tìm kiếm cứu nạn, xe tổng trạm thông tin cơ động phục vụ diễn tập, hành quân, phòng chống bão lụt. Sản phẩm cũng có thể được triển khai cho các vị trí, không gian chật hẹp, không cho phép triển khai anten hai cực mà vẫn cần cự ly liên lạc xa như tàu biển, nhà giàn, các trạm lẻ. Hiện nay qua cái đợt diễn tập ở phía Bắc và diễn tập ở quân khu 7 và diễn tập ở quân khu 9 thì đã một là đánh giá cái chất lượng đảm ứng cơ động của các cái xe thông tin của quân khu 7, quân khu 9 ở địa bàn miền Nam, miền Bắc này thì của lữ đoàn 139. Và qua cái diễn tập hiện nay thì đã thử nghiệm và đánh giá là kết quả tốt, phục vụ tốt cho người chỉ huy đối với hành quân của đơn vị. Các phản hồi qua đánh giá hiện nay về báo cáo kết quả thì đáp ứng đủ các cái tiêu chí và chất lượng của thông tin liên lạc trong quá trình hành tiến. Kết quả nghiên cứu của sáng kiến đã mở ra hình thức mới trong việc bảo đảm thông tin liên lạc vô tuyến điện sóng ngắn, đã khắc phục gần như hoàn toàn khoảng mù trong liên lạc vô tuyến điện sóng ngắn, đáp ứng yêu cầu về tổ chức thông tin và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thông tin toàn quân. Một tổ hợp các thiết bị tẩy xạ được đồng bộ trên một xe cơ giới. Cơ động nhanh, hoạt động tốt trên nhiều loại địa hình. Khả năng tiêu tẩy trên diện rộng, linh hoạt ở nhiều vị trí. Đáp ứng yêu cầu phản ứng nhanh, tiêu độc hiệu quả, an toàn cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Đây là những hình ảnh lực lượng hóa học tham gia xử lý sự cố môi trường tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông vào tháng 9 năm 2019. Để tiêu tẩy toàn bộ khu vực xảy ra sự cố của công ty, binh chủng hóa học cần tới 4 tấn hóa chất và hơn 100.000 lít dung dịch tiêu tẩy. Nếu chỉ sử dụng các phương tiện tiêu tẩy thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian. Để giải quyết bài toán này, binh chủng hóa học đã quyết định triển khai trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn để đẩy nhanh quá trình xử lý sự cố. Trạm tiêu tẩy cơ động cỡ lớn với nhiều tính năng ưu việt đã giúp bộ đội hóa học đẩy nhanh tiến độ làm sạch cho hơn 30.000 m2 mặt sàn tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ xử lý trả lại môi trường an toàn tuyệt đối cho công ty và người dân xung quanh. Nâng cao vị trí, tầm quan trọng của người lính hóa học trong nhiệm vụ ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ và môi trường. Trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn là một tổ hợp các thiết bị tẩy xạ, bao gồm thiết bị tẩy xạ cho xe cơ giới, thiết bị tẩy xạ cho người và hệ thống thu gom xử lý sơ bộ nước thải sau tẩy xạ được đồng bộ trên một xe cơ giới, có khả năng triển khai nhanh tại mọi địa hình khác nhau. Trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn được trang bị cho lực lượng bộ đội hóa học thực hiện các nhiệm vụ tẩy xạ, tham gia ứng cứu các sự cố hóa độc xạ, sẵn sàng chiến đấu và tham gia bảo vệ sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đây là một trong nhiều khí tài tiêu tẩy độc thế hệ mới của binh chủng hóa học do Viện Hóa học Môi trường Quân sự nghiên cứu, chế tạo dựa trên yêu cầu nhiệm vụ của quân đội ta hiện nay. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã mua sắm được, đã được cái Bộ Quốc phòng tạo điều kiện là mua sắm được một số các cái trang bị khí tài mới, tuy nhiên là cái số lượng chưa nhiều. Chính vì vậy cho nên những cái nghiên cứu dạng như là cái trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn để nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí, các loại trang bị hóa học thì nó rất cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay đối với cái nhiệm vụ binh chủng, để nó góp phần vào để hiện đại hóa các cái loại vũ khí trang bị của binh chủng. Trên cơ sở nghiên cứu các hệ thống tẩy xạ cỡ lớn hiện đại trên thế giới, đề tài đã tiến hành thiết kế chế tạo trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn trên cơ sở 3 mô đun chính, bao gồm mô đun tẩy xạ cho phương tiện cơ giới, xe đặc chủng, chuyên cơ, làm nhiệm vụ trong khu vực nhiễm phóng xạ, mô đun tẩy xạ cho người và vũ khí trang bị cá nhân, và hệ thống thu gom xử lý nước thải sau quá trình tẩy xạ của các mô đun của trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn. Để có một trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn, việc đầu tiên
đề tài cần tính toán đó là lựa chọn xe cơ sở để cải tiến. Trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn của đề tài xây dựng phải tích hợp được các thiết bị động lực, trang thiết bị tiêu tẩy cỡ trung, hệ thống lều tắm và các trang bị chi tiết đi kèm. Do đó, xe sau cải tạo phải đảm bảo đồng bộ và bố trí sắp xếp được các thiết bị của các mô đun trên trạm. Đồng thời, xe sau cải tạo cần đạt được các yêu cầu theo quy định của ngành xe máy, bảo đảm cơ động được trên các địa hình khác nhau. Vậy yêu cầu của xe nó bắt buộc phải được xe quân sự và phải xe có cái khả năng cơ động cao, thì về cái xe cơ sở chúng tôi lựa chọn đó là cái Kamaz 23265. Cái xe này thì nó đảm bảo được yếu tố là về tải trọng, về độ khả năng vận hành trong các cái khả năng di chuyển trong các cái địa hình phức tạp. Theo đó, hướng thiết kế và cải tạo xe Kamaz 43265 thành trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn đảm bảo các nguyên tắc. Phần xe cơ sở cải tạo cabin đảm bảo không gian chở đủ kíp công tác gồm 7 người. Bố trí chung của xe phải tuân thủ đúng các quy định, tiêu chuẩn lưu thông hiện hành, đảm bảo tham gia, an toàn giao thông, phù hợp với nhiều địa hình. Bố trí trang thiết bị trên thùng xe hợp lý, gọn nhẹ, phù hợp với tải trọng, đảm bảo tính cơ động cao khi chuyển động trên đường, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đặt ra. Trạm tẩy xạ cơ động Kamaz 43265 được trang bị cẩu gập HB60E4, được bố trí sát cabin. Giá thao tác nâng hạ người, làm việc trên cao. Thùng xe được cấu thành bởi sàn và các mô đun chuyên dùng cho nhiệm vụ tẩy xạ. Trên xe có 3 mô đun, trong đó một mô đun nhấc ra lắp vào được, thuận tiện trong triển khai ở hiện trường. Bộ phận quan trọng của xe là hệ thống bơm cao áp, có khả năng tạo luồng nước áp cao và trộn kèm hóa chất tẩy xạ. Hệ thống bơm dùng cho nhiều mục đích thực tế, tẩy xạ, phủ hóa chất trên diện rộng, phun hóa chất dọc đường đi. Trên mô đun 2 của xe mang được 1 mét khối nước để pha với dung dịch tẩy xạ. Việc cải tiến một chiếc xe cơ sở thành một trạm tẩy xạ cơ động đặt ra cho nhóm nghiên cứu hàng loạt các bài toán khó. Để giải được các bài toán này, nhóm đề tài đã phải tập trung nghiên cứu, thiết kế, tính toán hết sức tỉ mỉ để đảm bảo được các chỉ tiêu, kỹ thuật của xe. Bố trí các cái trang thiết bị trên xe làm sao nó hợp lý nhất và khoa học nhất, bài toán tính toán trích xuất công suất ra làm sao, tỷ số truyền thế nào để các cái trang thiết bị nó hoạt động được và hoạt động đúng cái tính năng của nó. Đấy là bài toán. Bài toán thứ ba là cái sắp xếp bố trí trên xe làm sao để cho nó cân bằng xe, nó đảm bảo đúng yêu cầu của cái ngành xe cơ giới như là cân bằng động, rồi độ nghiêng, độ vượt dốc, rồi độ ổn định xe, thì đấy cũng là một cái bài toán quan trọng. Ngoài việc xây dựng phương án cải tiến xe cơ sở, việc lựa chọn các trang thiết bị tích hợp cho từng mô đun của trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn là một nội dung được đề tài đặc biệt quan tâm. Thiết kế bố trí các trang thiết bị của các mô đun trên xe cơ sở phải đảm bảo tốt các yêu cầu về tính cơ động, triển khai nhanh trên các địa hình và các yêu cầu về kỹ chiến thuật đề ra. Mô đun tẩy xạ cho phương tiện xe cơ giới là một trong 3 mô đun chính của trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn. Mô đun sử dụng cẩu gập được kết nối với giá nâng công tác, kết hợp hệ thống bơm cao áp, bộ phối trộn dung dịch, vòi phun và súng phun để tẩy xạ hiệu quả các phương tiện cơ giới, các công trình, đường xá một cách cơ động và hiệu quả ở các vị trí cao thấp khác nhau nhờ việc vận hành nâng hạ của cần cầu. Thiết bị chính của cái mô đun này, thứ nhất là cái cần cầu gập và cái giá nâng người để nâng người tẩy xạ trên cao, và một hệ thống vòi phun ở phía bên dưới, tức là có hai hệ thống phun, một cái là phun tẩy xạ trên cao, một cái là phun ở xung quanh các cái phương tiện. Thiết bị hỗ trợ thứ ba là cái bơm áp suất, nó sẽ hút nước từ thùng chứa nước và dung dịch từ bình chứa dung dịch, sau đó phối trộn là và để dùng qua hệ thống vòi phun và trung phun để tẩy xạ cho phương tiện. Mô đun tẩy xạ cho phương tiện cơ giới được thực hiện theo nguyên lý hoạt động pha trộn dung dịch, tiến hành theo các bước phun phá bụi bẩn và chất nhiễm ra khỏi bề mặt trang thiết bị, phun dung dịch tiêu tẩy để loại bỏ chất nhiễm, rửa sạch trang thiết bị sau khi tiêu tẩy dùng để tẩy xạ cho các loại phương tiện, xe đặc chủng,
các chuyên cơ, nhà ở, công trình, địa hình. Nguyên lý của mô đun tẩy xạ cho phương tiện thì đề tài đã lựa chọn phương pháp tẩy xạ cho được các đối tượng là bằng phương pháp phun áp lực và kết hợp với chương trình tẩy xạ. Ưu điểm của nó thứ nhất là về việc phun áp lực thì nó sẽ bước một là nó sẽ đánh bay được cái bụi phóng xạ bám nhiễm trên bề mặt của các trang thiết bị công trình tòa nhà với bằng phương pháp là bằng cái áp lực của súng phun rất lớn của cái bơm mà đề tài đã lựa chọn. Có thể nói, trái tim của hệ thống tiêu tẩy nằm ở bộ phận bơm cao áp. Bơm cao áp được lắp đặt phía sau cabin và trước thùng xe cơ sở. Cùng với bơm thủy lực của cầu, bơm cao áp được hoạt động bằng hệ thống dẫn động bởi các dây cua roa, sử dụng hệ thống trích công suất của xe. Khi xe cài trích công suất, bơm sẽ hút nước ở téc chứa nước qua hệ thống van điều khiển, đi ra các vòi phun và súng phun để tiến hành tẩy xạ. Bơm được hoạt động bằng hệ thống dẫn động bởi các cua roa, sử dụng hệ thống trích công suất của xe. Khi xe cài trích công suất, bơm sẽ hút nước ở téc chứa nước qua hệ thống van điều khiển, đi ra các vòi phun và súng phun để tiến hành tẩy xạ. Cái bơm cao áp này nó sẽ giải quyết được cái về nguyên lý tẩy xạ. Nguyên lý tẩy xạ từ xưa nay chúng ta là tẩy vừa phun vừa kỳ cọ. Hiện nay các cái công nghệ thế giới họ sẽ sử dụng là cái dòng nước cao áp. Thì cái dòng nước cao áp thì nó sử dụng cái áp suất cao để họ đánh bật cái chất bẩn trên bề mặt ra. Bên cạnh đó thì cái bơm cao áp nó có một cái ưu điểm rất cao, đó là cái tiết kiệm nước. Bởi vì khi áp suất cao, vòi nhỏ nó thành tiêu mạnh thì cái lượng nước nó tiêu hao rất ít. Là một trong ba mô đun chính của trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn, mô đun tẩy xạ cho người có tác dụng tẩy xạ cho người bằng dung dịch xà phòng và nước nóng. Trong trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn, thiết bị tẩy xạ Decon VN01 được đặt trong mô đun thứ ba. Khi triển khai được nâng hạ bằng cần cầu gập, thiết bị được kết nối với lều tắm bơm hơi bằng hệ thống van và ống dẫn nước, cung cấp nước nóng cho lều tắm tại công suất 93. Khi thiết kế cái hệ thống trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn này thì ngoài yêu cầu về tính năng kỹ chiến thuật và yêu cầu về kích thước không gian của xe, nên là cái khó khăn khi ta thiết kế cái lều này làm sao cho kích thước phải đúng theo tiêu chuẩn mà lại phải phù hợp với cái không gian của mô đun để mình có thể chứa được khi cơ động. Đấy, làm sao cho khi cơ động mình không gây vướng, không gây khó khăn trong quá trình di chuyển và triển khai trong quá trình tiêu tẩy ở các địa hình phức tạp. Lều tắm tẩy xạ bơm hơi được bố trí tại mô đun thứ hai của trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn. Khi triển khai, được nâng hạ bằng cần cầu gập. Bên trong lều tắm được bố trí các vòi sen tắm, sàn tắm, giỏ đựng quần áo trước và sau tẩy xạ. Lều tắm tẩy xạ được thiết kế kiểu dạng lều bơm hơi để đảm bảo được tính gọn nhẹ, triển khai nhanh. Bên trong được thiết kế với 2 dãy buồng tắm. Mỗi dãy gồm các vị trí cởi trang bị, buồng tắm và buồng thay đồ sau khi tắm tẩy xạ. Ngoài cái đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí, các tính năng của một cái lều tắm di động mà ngoài ra nó còn có ưu điểm là mình có thể cơ động di động đến tất cả mọi địa hình, mọi vị trí để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ khi cần thiết phải tiêu tẩy tẩy xạ cho các nơi, cho người và các vật dụng. Khi triển khai vận hành trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn, nước thải sau tẩy xạ sẽ bị nhiễm bụi bẩn. Các chất hoạt động bề mặt và các tác nhân phóng xạ từ quá trình tẩy xạ các phương tiện, con người và trang bị. Hệ thống thu gom xử lý sơ bộ nước thải sau tẩy xạ của trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn có chức năng thu gom nước thải tại các vị trí triển khai tẩy xạ bằng hệ thống đường ống thu gom và bơm hút hóa chất. Sau đó tiến hành xử lý sơ bộ nước thải qua hệ thống xử lý được bố trí trên trạm tẩy xạ. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã phải nghiên cứu về cái không gian và diện tích. Thứ hai là chúng tôi phải nghiên cứu về các cái công nghệ lọc một cách tối ưu nhất để tích hợp trong một không gian bé và đem lại hiệu suất cao nhất.
Hệ thống xử lý nước thải tẩy xạ là một dây chuyền được lắp ghép với nhiều loại thiết bị hoạt động đồng bộ, theo thủ công, dùng để xử lý nước thải phát sinh sau quá trình tẩy xạ. Các thiết bị được sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải tẩy xạ bao gồm hai loại chính. Loại thiết bị có sẵn trên thị trường như máy bơm, thiết bị lọc đĩa, thiết bị lọc túi, van hoàn nguyên 3 chế độ là các thiết bị được sản xuất từ trong nước và nước ngoài. Chất lượng các thiết bị được quy chuẩn theo tiêu chuẩn ISO. Loại các thiết bị chuyên dụng sản xuất ở trong nước theo bản vẽ thiết kế riêng tại các cơ sở sản xuất chuyên dụng, có các thông số kỹ thuật phù hợp với công nghệ áp dụng trong dây chuyền xử lý nước thải. Thực ra bài toán khó nhất đó là làm sao để chất lượng nước thải đầu ra đạt quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Bằng cách là chúng tôi đã đưa những cái công nghệ lọc màng, công nghệ lọc áp lực và các cái công nghệ trao đổi ion để làm sao là cái hiệu quả lọc và cái chất lượng nước thải đầu ra đạt hiệu quả cao nhất. Nước thải từ quá trình tẩy xạ ban đầu được thu gom và được bơm nước thải đẩy qua thiết bị lọc đĩa với mục đích để loại bỏ các cặn rắn, kích thước lớn như bùn, cát. Sau đó, nước tiếp tục được bơm qua thiết bị lọc túi với kích cỡ mắt lọc là 50 micromet. Tại thiết bị lọc túi, nước sẽ tiếp tục được loại bỏ các hạt cặn có kích thước lớn hơn hoặc bằng 50 micromet. Sau khi qua thiết bị lọc túi, nước sẽ được đi vào thiết bị lọc áp lực với vật liệu là cát thạch anh nhằm loại bỏ nốt các loại tạp chất còn trong nước thải. Tại thiết bị lọc áp lực, lắp đặt van 3 chế độ hoàn nguyên lọc, rửa ngược, rửa xuôi để giúp thực hiện quá trình rửa lọc vật liệu thuận tiện. Cuối cùng, nước sau khi đã được lọc trong sẽ được đi qua thiết bị trao đổi ion để loại bỏ các kim loại nặng có trong nước thải. Nước thải sau xử lý đạt được các chỉ tiêu theo yêu cầu. Thông qua các cái nhiệm vụ thực tế thì hiện nay thì chất nước thải đầu ra của chúng tôi là đã được các cơ quan kiểm nghiệm và đạt được hiệu quả như mong muốn. Theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành là quy chuẩn cột B, quy chuẩn Việt Nam 40 về nước thải công nghiệp. Trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn sau khi cải tạo, đồng bộ hoàn chỉnh, tiến hành thử nghiệm các thông số kỹ chiến thuật theo một số phương án triển khai cụ thể, kiểm tra độ chắc chắn và khả năng cơ động, kiểm tra tẩy xạ cho phương tiện kỹ thuật, tẩy xạ đối với nhà cửa, công trình, tẩy xạ cho người và vũ khí trang bị. Các chỉ tiêu kỹ chiến thuật của trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn được thử nghiệm, kiểm tra theo quy trình nghiệm thu sản phẩm. Đề tài nghiên cứu chế tạo trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn là một đề tài hoàn toàn mới, khác với các đề tài khác là chế tạo sản phẩm dựa trên việc mô phỏng các trang thiết bị sẵn có trên thế giới. Nhóm đề tài đã nghiên cứu khảo sát các thiết bị hiện đại để thiết kế tích hợp trên xe cơ sở thành trạm tẩy xạ với 3 mô-đun độc lập với các chức năng khác nhau. Trong quá trình thực hiện, để hoàn thiện được sản phẩm, đề tài đã thử nghiệm và cải tạo nhiều lần để đảm bảo được các yêu cầu về kỹ chiến thuật đề ra. Chúng tôi đã tích hợp một số cái công nghệ mới như công nghệ tẩy xạ bằng nguồn áp lực cao. Thứ hai là bên cạnh đó là chúng tôi đã tích hợp hệ thống thu gom và xử lý sơ bộ các cái chất sau khi tẩy xạ. Thứ hai nữa là chúng tôi sử dụng cái nguồn năng lượng là trích công suất từ xe ô tô thì nó đảm bảo với tính cơ động, về tính chủ động, không phụ thuộc vào nguồn năng lượng điện, nguồn năng lượng máy nổ. Thì cái thứ ba nữa là chúng tôi tích hợp cái cầu. Và đấy, ngoài cái nhiệm vụ là đưa người lên tiêu tẩy trên cao, thì nhiệm vụ cái cầu là sẽ giúp bộ đội chúng ta là vận chuyển các trang thiết bị từ trên xe xuống, giảm cái sức lao động, người vận thu dọn rồi như là triển khai, nó sẽ được nhanh gọn hơn và sẽ ít cần người hơn. Tích hợp cái lều tắm, và lều đấy chúng tôi là lều bơm hơi. Thì khi vào lều bơm hơi này nó có một cái tính năng rất hay là khi chúng ta thu gọn lại nó rất là gọn và chúng cất gọn được. Thứ hai là thời gian triển khai nó rất là nhanh. Chúng ta bơm thì tầm 5 đến 7 phút là chúng ta đã triển khai được một cái lều tắm rồi. Thì đấy là một số cái tính mới đề tài mà trong quá trình nghiên cứu anh em đã thực hiện. Trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn khi hoàn thiện đã tham gia vào các đợt diễn tập cũng như xử lý các sự cố. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, binh chủng hóa học đã chủ động xây dựng và triển khai phương án diễn tập tại các cửa khẩu về công tác xử lý dịch bệnh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
Trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn sau khi nhận nhiệm vụ đã tiến hành chế tạo hệ thống cần phun, súng phun dung dịch khử trùng, thử nghiệm và tích hợp hệ thống này lên trên trạm tẩy xạ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đề tài đã đáp ứng được yêu cầu và được các cấp đánh giá cao về hiệu quả thực tế. Đây là một cái trang bị, tên của nó là cái trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn, nhưng nó có hiệu quả tốt cả trong lĩnh vực tẩy xạ, cả tiêu độc, cả diệt trùng. Với các cái đối tượng tiêu tẩy, ta gọi chung là cái tiêu tẩy ấy, là gồm có địa hình, vũ khí trang bị, kỹ thuật, vệ sinh cho người và thu gom xử lý nước thải. Và đặc biệt là cái trang bị này nó có thể tiêu tẩy cho các cái công trình ở trên cao mà các cái trang bị hiện nay của binh chủng hóa học chúng tôi là không thực hiện được. Thì đấy là cái điểm đặc biệt của cái trang bị này. Thì cái về cái tính ứng dụng thì ta phải khẳng định rằng đây là một cái nghiên cứu có cái tính ứng dụng thực tiễn cao và thiết thực đối với cái nhiệm vụ của bộ đội học trong giai đoạn hiện nay. Sản phẩm của đề tài được nghiên cứu chế tạo trong nước, các quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, nên để đảm bảo chủ động trong công nghệ chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành thiết bị cũng như đào tạo chuyển giao, việc nghiên cứu chế tạo thành công trạm tẩy xạ cơ động cỡ lớn theo hướng hiện đại với việc tích hợp các mô đun thiết bị tẩy xạ cỡ trung và cỡ nhỏ phù hợp xu hướng phát triển của các nước trên thế giới cũng như đáp ứng nhu cầu thiết thực của quân đội ta nói chung và bộ đội hóa học nói riêng. Sản phẩm này nó đã được ứng dụng thành công và sau này được đưa vào nghiệm thu ấy, thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ được sản xuất hàng loạt để mà trang bị cho các cái đơn vị quân đội. Và cũng trên cái cơ sở đó thì chúng tôi cũng thấy tự tin rằng là ngoài những cái sản phẩm như cái đề tài của, thì chúng tôi có thể là có được những cái sản phẩm tốt hơn phục vụ cho những cái chương trình của binh chủng hoặc là cái nhiệm vụ mà trong những năm tới của binh chủng cũng như của quân đội. Kết quả của đề tài thành công sẽ mang ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong nhiệm vụ ứng phó xử lý sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân trong tình hình mới, từng bước hướng tới phát triển sử dụng trong trang bị hóa học và toàn quân, góp phần vào chiến lược phát triển hiện đại hóa quân đội. Tạp chí khoa học quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.